Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Sau một tuần nhiều biến động với tình hình Syria, thế giới đang chuyển hướng quan tâm tới tình hình trên bán đảo Triều Tiên, khi mà ngày dự kiến diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều 27 tháng 4 đang đến rất gần. Chính vì thế mà cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong tuần vừa qua đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Những vấn đề liên quan đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và quan hệ thương mại giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới này đã được đưa ra trao đổi. Và chương trình Người quan sát ngày hôm nay sẽ đi sâu phân tích về những nội dung này cùng với sự xuất hiện của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Long, Phó Viện trưởng Viện Đông Bắc Á, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin được cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước tiên thì xin được kính mời quý vị và các đồng chí hãy cùng theo dõi tổng hợp sau về những nội dung liên quan đến vấn đề Triều Tiên trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shinzo Abe. Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ từ 17 đến 19 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, Hoa Kỳ. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó nổi bật là vấn đề Triều Tiên và thương mại song phương. Đặc biệt, chuyến thăm tới Hoa Kỳ lần này của ông Abe diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới. Trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng ra tuyên bố hối thúc Triều Tiên không chỉ từ bỏ tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM có khả năng bắn tới Hoa Kỳ, mà còn từ bỏ các tên lửa tầm ngắn và tầm trung có khả năng tấn công Nhật Bản và Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh cam kết trong việc đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách lâu dài và có thể kiểm chứng. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cũng cam kết sẽ làm những điều tốt nhất cho lợi ích của Nhật Bản trong vấn đề Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên sắp tới. Ông chủ Nhà Trắng cũng không quên đưa ra cảnh báo rằng, mặc dù ông khẳng định sẽ làm mọi việc có thể để cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có được kết quả thành công, nhưng nếu nhận thấy cuộc gặp không đem lại kết quả, thì ông sẽ hủy bỏ nó. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết thêm rằng Washington đang trong quá trình đàm phán về việc trả tự do cho ba công dân Hoa Kỳ hiện bị giam giữ tại Triều Tiên. Cụ thể, ông chủ Nhà Trắng xác nhận vấn đề trả tự do cho ba công dân Hoa Kỳ đã được Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA Mike Pompeo đưa ra thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm bí mật tới Triều Tiên hồi tuần trước. Bên cạnh đó, ông Trump thể hiện quyết tâm phối hợp với Nhật Bản để giúp Tokyo đưa các công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước về nước. Trong một diễn biến liên quan đến sự chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên, ngày 10 tháng 4, Ngoại trưởng Triều Tiên đã có chuyến thăm chính thức tới Nga nhằm đảm bảo sự ủng hộ của các đồng minh chính trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều đang ngày càng ấm hơn kể từ sau Olympic Pyeongchang 2018. Điều đáng nói là chuyến thăm Nga lần này của Ngoại trưởng Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm bất ngờ tới Trung Quốc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2011. Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, một trong những nội dung quan trọng nhất được bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản lần này, đó chính là quyết định của Tổng thống Donald Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 tới đây. Vậy thì ông có nhận định ra sao về những cái đề xuất mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra tại cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump lần này? Vâng, tôi nghĩ cái đề xuất của Thủ tướng Shinzo Abe trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump là rất là toàn diện. Chúng ta nhìn thấy cụ thể trực tiếp, vậy là có ba cái đề xuất. Cái đề xuất thứ nhất ấy là cái vấn đề an ninh của Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo Abe muốn là Mỹ tiếp tục khẳng định cái cam kết của họ trong vấn đề an ninh đối với Nhật Bản, một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ. Và liên quan trực tiếp thì đấy là cái đề xuất về việc là phải loại bỏ những cái tên lửa tầm trung mà có khả năng
tiếp cận được cái lãnh thổ của Nhật Bản. Câu chuyện thứ hai mà Thủ tướng Shinzo Abe cũng rất muốn đề cập tới, đã đề cập tới với Tổng thống Donald Trump, đấy là việc các cái công dân của Nhật Bản bị Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt giữ vào những năm 80 của cái thế kỷ trước. Con số này có thể là gần 20 cái công dân của Nhật Bản. Và dưới cái áp lực của người dân Nhật Bản là đây là một trong những cơ hội rất là tốt, nếu như không muốn nói là cơ hội cuối cùng, để cho Nhật Bản đề nghị với người đứng đầu nước Mỹ trong cái cuộc đàm phán với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải nêu ra để làm sao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải có cái câu trả lời về số phận, và đặc biệt là cái sự giải thoát cho những cái công dân Nhật Bản bị bắt này. Và vấn đề thứ ba thì tôi nghĩ rằng đấy là chính vấn đề là gọi là về cái tương lai, về cái triển vọng của cái liên minh an ninh Mỹ-Nhật trong một cái bối cảnh mới. Bởi chúng ta biết rằng là Tổng thống Donald Trump tháng 12 năm ngoái đã đưa ra cái chiến lược an ninh quốc gia. Đấy, trong đó đưa ra một cái thuật ngữ rất mới, đấy là cái khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đấy, và trong đó thì cái tứ giác gọi là an ninh là Mỹ, là Ấn Độ, là Australia và Nhật Bản đóng một cái vai trò quan trọng. Thì cái liên minh này, liên minh an ninh Mỹ-Nhật này, trước đây là một cái liên minh mà gọi là song phương, thì bây giờ trong một cái tứ giác an ninh mới và ở một cái địa bàn nó rộng mở hơn là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thì nó sẽ được tiếp tục như thế nào? Thì đấy là cái câu hỏi có tính chất, ba cái câu hỏi có thể nói là quan trọng nhất. Tất nhiên bên lề thì còn những vấn đề khác, ví dụ như thương mại, kinh tế, thế rồi thì các cái vấn đề có tính chất gọi là song phương khác nữa thì cũng đã được đề cập. Vâng, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh. Và thưa phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Long ạ, trong khi Tổng thống Donald Trump thì quan tâm trước hết tới vấn đề là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thì bên cạnh đó Nhật Bản lại còn quan tâm đến một vấn đề khác nữa, đó chính là việc cấm cái chương trình tên lửa của Triều Tiên mà có tầm bắn có thể vươn tới Nhật Bản. Vậy thì theo như nhận định của cá nhân ông, liệu rằng hai nhà lãnh đạo có thể đạt được mục đích của mình trong cuộc gặp sắp tới đây với nhà lãnh đạo Triều Tiên hay không? Thì ông Trump thì mục tiêu trong cái vấn đề đây thì cũng là hướng tới cái vấn đề được, người ta dường như người ta nghĩ tới là chỉ tới cái mục đích là an ninh của lãnh thổ nước Mỹ trong cái vấn đề tên lửa tầm xa ICBM. Thế còn vấn đề tầm trung và tầm ngắn thì không thấy đề cập thế trong cái nội dung đó. Thế thì rõ ràng trong cái mối quan hệ giữa Nhật và Mỹ trong cái vấn đề của mối liên minh này thì người Nhật thì người ta cũng đã cảm thấy có những cái vấn đề là bất an trong cái vấn đề đó. Nếu câu chuyện này không được đưa vào một trong cái nội dung bàn thảo để đi đến giải đáp cái vấn đề gọi là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản phải lấy một cái cơ hội trong cái cách thức tiếp cận để mà đưa cái nội dung yêu cầu của mình vào trong cuộc đàm phán. Nhưng mà câu hỏi ở đây rằng là liệu rằng là trong cái gói đó thì có cái vấn đề hạt nhân và cái vấn đề mà tên lửa tầm ngắn mà có liên quan trực tiếp tới cái vấn đề an ninh của Nhật Bản là có được giải quyết và được giải quyết ngay không? Thì câu chuyện này thì tôi cho rằng nó cũng vẫn còn sớm để trả lời, bởi vì trong một cái kế hoạch tổng thể thì để đạt được cái mục tiêu cuối cùng thì nó là một cái gói tổng thể các cái yêu cầu. Thì phía Triều Tiên cũng như phía Bắc Triều Tiên cũng như là phía Mỹ cũng như Hàn Quốc cũng như là Nhật Bản thì trong một cái tập hợp là một gói yêu cầu để mà cả với lại phía Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên và những đối tác khác. Thì cái này là câu chuyện này nó cũng sẽ nằm ở trong một cái nội dung đó, nhưng nó sẽ nằm theo từng bước và từng bước. Tôi nghĩ rằng nếu như mà trong cái kết quả ban đầu mà ngay mà đạt được cái thì đó là một cái điều rất tuyệt vời cho vấn đề an ninh của Đông Bắc Á. Cái vấn đề ở đây là chưa thể giải quyết ngay một cái trọn bộ tất cả các yêu cầu đặt ra, nhưng nó sẽ có những sự nhiệm vụ. Vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Long. Thưa Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Minh ạ, chúng ta đã được thấy hành động và biện pháp cứng rắn của Hoa Kỳ nhằm vào Syria trong một cái diễn biến rất là nóng vào hồi tuần trước. Vậy thì còn với vấn đề Triều Tiên thì liệu rằng Hoa Kỳ sẽ thể hiện một cái quan điểm và hành động ra sao, thưa ông? Chà, đây là một cái câu hỏi rất là khó. Nếu như mà chúng ta suy diễn hoặc là suy nghĩ một cách logic ấy, thì có thể nói rằng là sau Syria thì Mỹ vẫn sẽ tiếp tục cái hành động một cách cứng rắn như đã từng thực hiện ở trong cái vụ việc Syria vừa qua. Nhưng mà điều này thì có lẽ là cũng chưa chắc, bởi vì chúng ta thấy rằng là Tổng thống Donald Trump và cũng như cái bán đảo trên tình hình trên bán đảo Triều Tiên nó đang diễn ra theo cái xu hướng khác, đúng không? Chúng ta thấy một là tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã đang diễn ra theo một cái xu hướng gọi là hòa bình hóa, tức là mọi cái động thái nó đều đi theo xu hướng hòa bình. Biểu hiện rõ nhất là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc là cùng diễu hành chung trong cái Thế vận hội mùa đông. Thế rồi thì các cái cuộc tiếp xúc song phương đã diễn ra, cái xu hướng gọi là hòa bình hóa, xu hướng giải quyết
cái vấn đề này bằng con đường hòa bình, bằng con đường đàm phán là rất là rõ. Cho nên là chúng ta thấy ngay cả bản thân Tổng thống Donald Trump cũng vậy. Mặc dù ông ấy rất là kiên định, rất là kiên quyết, vẫn nói là sẽ sử dụng tất cả các biện pháp để cô lập Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên, rồi thì đẩy cái việc gọi là trừng phạt cao lên nữa. Thì tôi nghĩ rằng ở đây có thể nói rằng là một cái chiến thuật gọi là cứng rắn và mềm mỏng đan xen với nhau. Và như vậy thì cũng không thể nói được là ông sẽ thực hiện cái cứng rắn hay là ông sẽ đi theo cái con đường hòa bình. Nó phụ thuộc vào thái độ và cái hành động của các bên trong một cái vụ việc mà chúng ta thấy nó không đơn giản như ở Syria. Ở đây ý, nó là 6 bên cơ mà. Chúng ta đã thấy là lịch sử của vấn đề này nó là cái cuộc đàm phán 6 bên, giữa một bên giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở phía Bắc, rồi thì Hàn Quốc ở phía Nam, cộng với 4 cường quốc ở bên ngoài nữa là Nhật Bản, là Nga, là Trung Quốc. Cho nên là chúng ta thấy rằng sự thực thì nó không chỉ là vấn đề của bán đảo Triều Tiên giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên, mà ở đây là còn các cái cường quốc ở bên ngoài. Tôi nghĩ quan trọng nhất là giữ cho tiến trình này đi theo cái xu hướng hòa bình, đàm phán, không để xung đột nổ ra. Bởi vì một xung đột nổ ra nó sẽ đe dọa tới tính mạng của hàng triệu người. Bởi vì đó là vấn đề hạt nhân mà. Vâng, như giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh vừa chia sẻ thì vấn đề Triều Tiên thì đang được giải quyết theo xu hướng hòa bình. Vậy thì theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Long ạ, nếu như mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc ký kết hiệp ước hòa bình với Triều Tiên, thì theo ông liệu rằng Triều Tiên có chấp nhận là hủy bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân hay không? Bởi vì chúng ta biết là trước đây thì Bình Nhưỡng đã từng tuyên bố rằng điều kiện tiên quyết để họ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đó chính là việc Hoa Kỳ sẽ thực hiện ký kết hiệp ước hòa bình. Để giải quyết vấn đề hạt nhân, để phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, thì phía Bắc Triều Tiên đưa ra một yêu cầu. Thứ nhất là chính phủ Mỹ là phải ký kết lại cái hiệp định và đồng ý là đi đến ký kết hiệp định hòa bình. Cái thứ hai là phía Mỹ phải hoàn toàn rút quân ra khỏi phía miền Nam. Thế còn phía ngược lại, phía Mỹ và phía Tổng thống, không phải đến bây giờ đời ông Donald Trump mà trước các đời khác, người ta cũng yêu cầu vấn đề để phi vấn đề hạt nhân. Thứ nhất là phải Cộng hòa Dân chủ Nhân dân phải đình chỉ hoặc là ngừng cái chương trình phát triển về cái hạt nhân. Tiếp theo là cao hơn là ngừng thử. Rồi thứ ba là ngừng cái chương trình về tên lửa. Và cuối cùng là gì? Ngừng hoàn toàn là cái vấn đề là phát triển cái vũ khí hạt nhân và bộ và cả cái bom nhiệt thành. Thì để nếu mà làm được như thế và có kiểm chứng thì mới bắt đầu được nói đến câu chuyện là ta ngồi vào bàn đàm phán với nhau. Thì câu chuyện nếu như giả định rằng là trong cái lần họp tới mà phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Tiên và phía Hoa Kỳ cũng như là phía Hàn Quốc đi tới được một thỏa thuận là đồng ý ký kết một hiệp định hòa bình thay cho hiệp định đình chiến, thì tôi cho rằng đó là một câu chuyện nó rằng quá tuyệt vời. Nhưng kèm theo đó có điều kiện gì không? Như câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Triều Tiên khi ký hiệp định đình chiến ngay và đồng thời cũng ký ngay một hiệp định là gì? Từ giờ thì tôi sẽ cam kết là phi hạt nhân hóa. Nhưng mà câu chuyện này chúng ta nếu mà nhìn góc độ phân tích, còn nhìn trên hình thức thì ta thấy là có đi có lại, đổi như vậy là tốt. Nhưng câu chuyện này nó gọi là gì? Lòng tin đã đủ để mà xây dựng giữa hai bên có được một cái kết tạc hay là một cái nền tảng để mà trao đi đổi lại như thế và đã có được hành động ngay không? Thì tôi cho rằng là chưa ở chỗ bây giờ cả Hoa Kỳ và cũng như Bắc Triều Tiên là mới xây dựng được lòng tin rất nhỏ theo cách thức là test, tức là thử từng bước step by step. Nó còn tiếp theo cái điều kiện thứ hai mà chúng tôi đưa ra là rút quân ra khỏi cái miền Nam đó. Cho nên tôi có thể rằng là có thể nó chỉ là những cái bước khởi đầu để mà trong các bước tiếp theo rằng là tôi sẽ làm cái bước này thì anh sẽ làm bước khác và nó sẽ làm theo một lộ trình, thì tôi cho rằng câu chuyện nó sẽ đi thế thôi, chứ đừng nghĩ hy vọng rằng là sẽ ngay hai cái có thể xảy ra một cách đồng thời. Đó là câu chuyện là như vậy. Vâng, xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Long. Và thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh ạ, có nhiều ý kiến trong giới phân tích thì cho rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 tới đây là một quyết định bất ngờ đối với Nhật Bản, bởi vì ông Donald Trump thì đang định dùng cuộc gặp này để gây một cái sức ép đối với Nhật Bản, buộc Tokyo là phải nhân nhượng trong cái mối quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Vậy thì ông có bình luận ra sao về nhận định này? Chúng ta nhìn thấy rõ ràng rằng là bây giờ hai miền Triều Tiên là đúng không, người lãnh đạo sẽ gặp nhau này. Thế rồi thì Chủ tịch Kim Jong-un đã đi thăm Trung Quốc này,
Thế rồi thì Tổng thống Donald Trump cũng sẽ gặp Chủ tịch Kim Jong-un. Thế chỉ còn trơ ra là anh Nhật Bản. Thế ông không hiểu được. Thế bây giờ các nước kia họ cứ đàm phán với nhau thì mình thì như thế nào? Thì đúng quả thật là bất ngờ. Nhật Bản lo ngại một điều là một là vấn đề an ninh như đã nói rồi. Nhưng thứ hai đúng là vấn đề thương mại. Thế thì quả thực thì trong vấn đề thương mại thì chúng ta đều biết rằng là Mỹ chịu một cái sức ép rất lớn. Đấy là vấn đề thâm hụt thương mại. Đấy, trong cái quan hệ với Nhật Bản, tức là nhập siêu từ Nhật Bản vào Mỹ là rất là lớn. Bây giờ ấy, thì Tổng thống Donald Trump là mong muốn phải cân bằng lại, tức là phải lấy lại cái sự cân bằng trong cái cán cân thương mại giữa Nhật Bản với Mỹ. Thế và đấy có lẽ chính là một trong những điều mà người ta suy đoán rằng là Tổng thống Mỹ sẽ tìm cách mà ép buộc Nhật Bản. Thế thì cái điều đó đã được, thực ra thì cũng được thảo luận, và Mỹ và Nhật Bản thì cũng vì cái đúng là quả thực là vì vấn đề an ninh nữa, cho nên thì họ cũng nói đồng ý, chúng tôi cũng sẽ đồng ý theo cái hướng là cân bằng cái cán cân thương mại, và thể hiện bằng quyết định là Nhật Bản quyết định mua rất nhiều máy bay của Mỹ, đúng không? Việc mua máy bay thế thì nó có thể tạo ra được cái sự cân bằng trở lại cho cái cán cân thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản. Và thực sự thì Mỹ cũng muốn là Nhật Bản sẽ ngồi vào bàn đàm phán để ký kết một cái hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ và Nhật Bản. Thì tôi nghĩ rằng là một cái quyết định đúng là gặp gỡ giữa người đứng đầu Nhà Trắng với lại Chủ tịch Kim Jong-un ấy, nó tạo ra một cái tình thế mới trong cái quan hệ giữa hai cái nước đồng minh là Mỹ và Nhật Bản. Và chúng ta biết rằng thì Mỹ khó có thể từ bỏ Nhật Bản được, bởi vì đây là đồng minh số 1 về mặt an ninh. Nhưng mà kèm theo đó là những cái điều kiện kinh tế mà tôi cho rằng là ở đây thì có lẽ cũng khó có thể tách biệt được giữa vấn đề an ninh và kinh tế. Vâng, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh. Thưa quý vị và các đồng chí, bên cạnh vấn đề Triều Tiên thì những vấn đề liên quan đến thương mại giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng đã được hai nhà lãnh đạo đưa ra thảo luận với nhiều nội dung quan trọng. Và trước khi cùng tiếp tục với trao đổi với hai vị khách mời thì chúng ta hãy cùng theo dõi tổng hợp sau. Song song với cuộc thảo luận về Triều Tiên, vấn đề thương mại song phương cũng đã được thảo luận tại cuộc hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thương mại song phương là vấn đề vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hoa Kỳ muốn giảm thâm hụt thương mại, còn Nhật Bản lại muốn Hoa Kỳ rút lại mức thuế hà khắc đối với nhôm và thép nhập khẩu từ Nhật Bản vì lý do an ninh quốc gia. Việc Hoa Kỳ miễn áp dụng mức thuế nhập khẩu với các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu cho một số đồng minh mà không có Nhật Bản được đánh giá là nhằm gây sức ép buộc Tokyo phải tiến hành đàm phán một thỏa thuận tự do thương mại FTA trực tiếp với Washington. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi kết thúc đàm phán, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Tổng thống Donald Trump và ông đã nhất trí bắt đầu đàm phán các thỏa thuận thương mại tự do, công bằng và đối xứng. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định lại mong muốn của mình nhằm giải quyết sự mất cân bằng thương mại với Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ muốn tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp để thảo luận một thỏa thuận song phương với Nhật Bản nhằm cắt giảm thâm hụt thương mại của mình, chứ không phải quay trở lại Hiệp định TPP, này là Hiệp định CPTPP, như gợi ý của Thủ tướng Shinzo Abe. Tôi không muốn quay trở lại TPP, nhưng nếu có một thỏa thuận mà tôi không thể từ chối trên tư cách là đại diện của Hoa Kỳ, thì tôi sẽ cân nhắc. Nhưng tôi thích Hiệp định song phương hơn, bởi nó sẽ tốt cho Hoa Kỳ bằng cách mang lại lợi ích cho người lao động. Chính vì thế, tôi thích một hiệp định song phương và trực tiếp với Nhật Bản. Giới quan sát nhận định, trong khi Tổng thống Donald Trump thông báo về việc Hoa Kỳ và Nhật Bản đã nhất trí mở vòng đàm phán FTA mới, thì Thủ tướng Shinzo Abe lại thận trọng hơn khi cho biết những cuộc đối thoại này không đảm bảo sẽ dẫn tới một hiệp định thương mại cụ thể. Như vậy, những nhiệm vụ của Thủ tướng Abe trong chuyến công du Hoa Kỳ lần này vẫn chưa thể hoàn thành trọn vẹn, và nhiều khả năng sẽ cản trở những mục tiêu chính trị của ông Abe trước cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP vào tháng 9 tới đây. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Long ạ, như chúng tôi đã giới thiệu thì một trong những nội dung quan trọng khác được đưa ra bàn thảo tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nhật Bản lần này đó chính là vấn đề quan hệ thương mại song phương. Và theo ông thì quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng như thế nào sau một cái quyết định của Tổng thống Donald Trump đó là đánh thuế vào các mặt hàng nhôm và thép của nhiều nước trong đó có Nhật Bản? Câu chuyện ở đây cho thấy là gì?
đưa ra một cái mức thuế trong cái câu chuyện mà cụ thể nhất là vấn đề là thép và nhôm mới mức đánh giá là 25% tất cả lên trong 6 tháng tới. Thì trong đó là Nhật Bản và ở Đông Bắc Á là Trung Quốc là hai đối tượng hiện nay là đang chịu cái mối áp lực kinh tế đó. Thì ta có chỉ thấy có một cái điều lạ ở đây là Hàn Quốc cũng như là một số đối tác đồng minh khác thì lại không nằm trong cái đối tác là bị chịu cái ảnh hưởng kinh tế đó. Thế thì câu chuyện đặt ra ở đây là ông Donald Trump giải thích rằng là các cái đối tác kia là vì nằm trong cái lợi ích về an ninh chiến lược quốc gia cho nên ông được miễn trừ, kể cả EU rất rộng 27 nước như thế cũng được miễn trừ, rồi Úc rồi vân vân các nước khác. Nhưng mà Nhật Bản là một trong những cái đồng minh rất quan trọng ở Đông Bắc Á thì lại chịu thuế. Về quan hệ là có ảnh hưởng. Ảnh hưởng ở chỗ thứ nhất là lòng tin. Đây quan trọng nhất là lòng tin. Mà lòng tin ở đây từ xưa nay rồi, Nhật và Hoa Kỳ mặc dù trong liên minh nhưng mà mỗi một đời tổng thống lên và mỗi một đời một cái kế nhiệm một vị thủ tướng lên là lại phải đi lại xây dựng lại lòng tin. Nhưng mà kết luận cho cùng là vì cái trụ cột ở đây tôi nói là trụ cột về an ninh và chính trị là trụ cột nòng cốt, cho nên là về một quan hệ có ảnh hưởng khác, mức độ khác nhau cho lòng tin và mức độ hài lòng hay không, nhưng về mặt quan hệ truyền thống chắc chắn là không thay đổi. Vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Long. Và thưa Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Minh ạ, một vấn đề rất là đáng quan tâm của Tổng thống Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh lần này đó chính là Thủ tướng Shinzo Abe thì là người đóng vai trò chủ chốt trong việc là tiếp tục duy trì cái Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Trong khi đó thì thời gian gần đây thì Hoa Kỳ đã tuyên bố là có thể sẽ quay trở lại với Hiệp định này. Vậy thì theo như quan sát của ông, cái nội dung này đã được giải quyết ra sao trong cuộc gặp lần này giữa hai nhà lãnh đạo? Thứ nhất thì tôi nghĩ rằng là qua cái lời tuyên bố như vậy thì Tổng thống Donald Trump cũng muốn thay đổi cái hình ảnh một nước Mỹ. Hình ảnh ở đây là chỗ này, trong khoảng hơn một năm qua thì có lẽ cả thế giới nhìn Mỹ bằng cái con mắt có lẽ cũng hơi ngờ vực, thế rồi cũng không thiện cảm. Khi thấy ông cứ tuyên bố rằng là nước Mỹ trên hết, cho nên bây giờ thì ông đưa ra tuyên bố này muốn thay đổi cái hình ảnh. Cái điều thứ hai thì ông cũng muốn để xoa dịu cái quan hệ với các cái nước trong cái tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Điểm thứ ba tôi nghĩ có lẽ rất là quan trọng, năm nay là năm 2018, đứng từ góc độ đối nội thì nước Mỹ sẽ tiến hành một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một lời tuyên bố như thế là muốn lấy lại cái niềm tin, đúng không, cái lòng tin của cử tri Mỹ để ủng hộ cho cái Đảng Cộng Hòa cũng như ủng hộ cho cái sự lãnh đạo của Mỹ. Thế và tôi nghĩ cái điểm cuối cùng nữa thì có lẽ là đây là một cái điểm mà có lẽ nó cũng thiên về đối ngoại, đúng không? Đấy là vấn đề có thể gia tăng cái sự phòng ngừa hay là cái gọi là sự cân bằng với Trung Quốc, đúng không? Bởi chúng ta biết rằng khi mà Tổng thống Donald Trump ký cái quyết định là rút khỏi cái Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương thì rõ ràng rằng là một cái cơ hội rất là tốt cho Trung Quốc tại cái khu vực Đông Á của chúng ta. Chúng ta biết là Trung Quốc đang hoạt động rất là mạnh mẽ, rất là quyết đoán trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Đấy, cái hiệp định mà chúng ta thấy ở khu vực chúng ta, khu vực mà có ASEAN cũng như các nước Đông Bắc Á, đấy là một cái tiến trình mà gọi là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực đấy. Thì rõ ràng ở đó Trung Quốc đang chiếm một cái vị thế gọi là thượng phong hơn. Thế mà bây giờ mà lại Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà không có Mỹ thì rõ ràng là Trung Quốc lại càng có lợi thế. Thì bây giờ với cái việc tuyên bố sẽ quay trở lại TPP nó cũng như một cái lời cảnh báo đối với Trung Quốc và các nước khác rằng là không, Mỹ vẫn còn ở đây, Mỹ vẫn là một cái cường quốc gọi là châu Á Thái Bình Dương. Và vì vậy thì Trung Quốc vẫn phải dè chừng, và cộng thêm với những cái động tác như chúng ta thấy là áp thuế rất cao đối với các cái mặt hàng nhôm và thép của Trung Quốc để cho thấy rằng là Mỹ vẫn khẳng định là họ không từ bỏ cái trận địa này, đúng không? Và họ muốn khẳng định lại một lần nữa cái niềm tin đối với các đồng minh cũng như là lấy lại cái sự thiện cảm cũng như là cái lòng tin của các cử tri Mỹ. Vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Long và cũng xin được cảm ơn Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Minh đã đưa ra những cái phân tích bình luận giúp cho khán giả của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam có được cái nhìn toàn diện hơn xung quanh cái hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Nhật Bản lần này. Xin được cảm ơn hai ông rất nhiều. Thưa quý vị và các đồng chí, có thể thấy cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mang nhiều ý nghĩa quan trọng bởi những nội dung bàn thảo liên quan chặt chẽ đến các vấn đề nóng trên thế giới hiện nay là hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và thương mại song phương.
Kết quả từ cuộc gặp này mở ra nhiều hy vọng thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh liên triều cũng như Hoa Kỳ Triều Tiên sắp tới. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi những hy vọng đó sẽ sớm thành hiện thực. Và phần bình luận trong chương trình Người Quan Sát ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Ở phần cuối của chương trình, xin kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một số sự kiện quốc tế đáng chú ý diễn ra trong tuần vừa qua. Quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình của chúng tôi tại địa chỉ website qpvn.vn. Còn bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt. Trong một động thái mới nhất, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố kể từ ngày 21 tháng 4, Triều Tiên sẽ ngừng tất cả các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Tuyên bố này đã được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA phát đi sau phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động cầm quyền. Giải thích cho quyết định này của mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng ông muốn dồn lực để phát triển kinh tế và thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ngay sau tuyên bố của ông Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự hoan nghênh và cho rằng đây thực sự là một bước tiến lớn và rất tích cực trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng bày tỏ sự hoan nghênh với quyết định này của ông Kim Jong-un và hy vọng quyết định này sẽ góp phần tăng thêm bầu không khí tích cực cho thành công của hội nghị thượng đỉnh liên triều sắp tới. Sáng ngày 18 tháng 4 theo giờ địa phương, Quốc hội Cuba khóa 9 đã chính thức khai mạc. Tại phiên họp này, các đại biểu Quốc hội Cuba đã tiến hành bỏ phiếu kín cho các chức danh trong Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Theo thông tin mới nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Miguel Díaz-Canel đã chính thức được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Chủ tịch Raúl Castro Ruz sẽ chính thức thôi nắm giữ chức vụ này, nhưng vẫn là bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, nhiệm kỳ đến năm 2021. Ngày 17 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm thảo luận về tình hình Syria và dự án dòng chảy phương Bắc 2. Theo đó, hai bên nhất trí khôi phục tiến trình chính trị về Syria, bao gồm các cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ và tại Astana, Kazakhstan. Tổng thống Putin cũng trao đổi với Thủ tướng Merkel rằng các cuộc không kích do Hoa Kỳ đứng đầu nhằm vào Syria hôm 13 tháng 4 đã vi phạm luật pháp quốc tế và gây tổn hại đến tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. Ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Anh Theresa May đã phải đối diện với một cuộc chất vấn tại Hạ viện Anh xung quanh việc Anh tham gia đợt không kích vào Syria cùng với Hoa Kỳ và Pháp. Đại diện Đảng Dân Chủ Tự Do Anh yêu cầu làm rõ mục đích phía sau hành động tham gia không kích của chính phủ vì mọi quyết định đều đột ngột và bí mật. Đảng Dân tộc Scotland cho rằng Thủ tướng đã không làm đúng nguyên tắc truyền thống là tham vấn Quốc hội trước khi có bất cứ hành động quân sự nào. Thậm chí nhiều ý kiến của Quốc hội còn yêu cầu xem xét lại quyền lực của Thủ tướng trong việc toàn quyền quyết định các hành động quân sự quan trọng. Ngày 18 tháng 4, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng. Đây là lần thứ 7 tình trạng khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ được gia hạn kể từ khi được áp dụng vào tháng 7 năm 2016 sau âm mưu đảo chính bất thành. Quyết định này được thông qua ngay sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 24 tháng 6 tới, trước một năm rưỡi so với kế hoạch ban đầu.